Ngọc Lan lập dì Chúc từ 35 tuổi, không muốn đi bước nữa vì quá lo cho con. Ngọc Lan sinh năm 1985, chị là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Chị từng xuất hiện với nhiều vai dị ấn tượng trong các bộ phim Kiều Nữ và Đại Gia, Cổng Mặt Trời, Thuyền Giấy, Âm Tính, Bán Chồng, Mặt Nạ Gương. Với lối diễn linh hoạt tự nhiên cùng sự hy sinh cho nghề nghiệp, Ngọc Lan đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Hai lần giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong liên hoan truyền hình toàn quốc, giải Cánh Diều, Ngôi Sao Xanh, HTV Award. Nổi tiếng và được ghi nhận nhờ tài năng diễn xuất, nhưng đường tình duyên của Ngọc Lan khá lận đận. Sau khi đổ vỡ hôn nhân với nam diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan một mình nuôi con trai. Bản thân trưởng thành trong khó khăn, lại làm mẹ đơn thân, nên Ngọc Lan rất quan tâm lo lắng cho con trai của mình. Năm 2022, nữ diễn viên tiết lộ trong một talk show rằng chị đã lập dì Chúc khi mới 35 tuổi. Năm 2020, tôi bị bệnh, cấp cứu 2 lần, nên tôi phải làm dì Chúc. Tôi sợ lắm khi nghĩ đến cảnh con mình không ai nuôi. Tôi muốn làm dì Chúc rõ ràng vì cuộc sống này khắc nghiệt lắm. Mình không biết được ngày mai mình thế nào. Mặc dù rất lo lắng và muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng Ngọc Lan cũng dạy dỗ con rất nghiêm túc. Chị cho hay bản thân không nuông chiều con, cũng không vì bận rộn mà phó mặc việc chăm lo dạy dỗ con cho mẹ ruột. Louis chưa bao giờ được xem TV quá 20 phút, mẹ tôi cũng không can thiệp được cách dạy con của tôi. Vì quá thương con, Ngọc Lan không muốn kết hôn. Không biết sau này tôi có thay đổi quan điểm hay không, nhưng tại thời điểm này tôi không muốn lấy chồng. Nếu như gặp được người đàn ông phù hợp thì chắc chỉ dừng lại ở mức chia sẻ thôi, chứ không muốn về chung nhà. Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó. Với tâm lý lo xa, Ngọc Lan đã dành toàn bộ tài sản tích lũy để chuẩn bị cho tương lai của con trai. Tuy vậy, nữ diễn viên đề cao tính tự lập và đặt ra điều kiện khá khắt khe cho con trai của mình. Tôi còn dạy con trong tinh thần là bạn ấy phải tự lập. Tôi cũng nói rất rõ trong di chúc của mình là khi 18 tuổi, Louis học khá, giỏi và làm được điều gì đó cho xã hội, thì số tiền đó mới đến tay con, nếu không toàn bộ sẽ chuyển vào làm từ thiện. Mới đây, Ngọc Lan gây xôn xao khi livestream chia sẻ về lỗi sai khi mua bảo hiểm vì tin tưởng người tư vấn nên nguy cơ mất rất nhiều tài sản.